bước xuống sân bay, mọi người rất là ngạc nhiên khi mà nhìn thấy Khánh thay đổi. Cháu của mình thì nó dậy khóc, khóc như mưa Đà Nẵng luôn. Nó không chịu cho mình bế. Cháu của mình đó mà còn không nhận ra, đừng nói người khác. Con Hẻm ở nhà mình đón Khánh như là một thần tượng. Người này thì tay bắt mặt mừng, người kia thì khen là bữa nay sao ốm quá, gầy quá. Hình của mình được treo đầy nhà, mẹ thì chạy ra ôm con khóc như mưa. Hai cha con ít khi mà gặp nói chuyện với nhau, nhưng mà hôm nay thì ba nói rất là nhiều. Mình là một người cháu đích tôn của cả tộc. Ba muốn mình có một sức khỏe tốt để mà gánh vác những công việc cho cả dòng tộc. Đến bây giờ thì ba cảm thấy là tự hào khi mà mình trở về với sức khỏe tốt hơn. Về thăm lại trường xưa, người nào người nấy ngạc nhiên. Trời ơi, anh Khánh kìa, anh đẹp trai quá. Trời ơi, giống như Hàn Quốc. Khi mà mình biểu diễn, trời mưa rất là to, nhưng mà tất cả đều nán lại. Người thì thả tim, người thì hò hét, rồi người thì nhảy theo mình. Chỉ có hai mẹ con với nhau thì mình mới dám đưa được cái bụng của mình ra. Thì da nó nhăn nheo chảy xệ thì mẹ rất là xót rồi. Thì mình cũng chẳng an là chắc là sẽ hết thôi. Nếu mà không hết thì đi cắt da cho hết. Thời gian mà hai mẹ con được ngồi riêng với nhau, lúc đó mình rất là buồn. Nhận ra là mẹ mình hôm nay rất là già rồi. Tóc rụng đi rất là nhiều và phải đội tóc giả để mà mọi người không có thấy được những cái không đẹp của mẹ mình. Mẹ nói với mình là mẹ muốn mình được tự hào, cũng như là được nở ánh mày, nở mặt với mọi người. Trước khi mình trở về thì mình có đem cơm tối cho ba. Ba đã quá cái tuổi lao động rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng kiếm tiền để nuôi cho cả gia đình. Vì ba mẹ con sẽ trình diễn đêm thi cuối cùng này thật tốt. Xin ba mẹ hãy tin con.